Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Định sẽ giới thiệu về một cái khóa học solo cùng bolero. Chính xác là solo bolero luôn. Đây, thì cái này khóa này dành cho những anh chị, những cô chú mà mình lớn tuổi mà không có thời gian để mình tập một cách nghiêm túc, mình tập một cách bài bản. Thì mình sẽ sử dụng cái khóa này như, cái này là một dạng khóa tắt nha. Ví dụ như theo Định khuyên nha, thì nếu như mình có đủ thời gian, có đủ kiên nhẫn thì mình cũng không nên tập cái kiểu tắt như vậy. Tại vì tắt như vậy các bạn sẽ phải cố gắng rất là nhiều á. Rồi, cụ thể bước vào khóa học thì sẽ như thế nào? Mình sẽ cung cấp cho các bạn 10 video của 10 bài solo bolero. Mình sẽ cố gắng soạn sao cho tất cả các bài đều vô tông một cùng một tông, chẳng hạn như tông la thứ hoặc là tông vi thứ để các bạn dễ dàng đánh. Và mình sẽ cấp các bạn một cái sheet như vậy. Đây, nhìn nhưng mà nhìn sheet xem. Trong cái sheet này mình sẽ ghi nốt nhạc ở trên. Nốt nhạc bình thường để các bạn có thể nhìn cho nó quen. Nếu bạn nào không biết nốt nhạc, hãy nhìn phía dưới nó có ghi nốt nhạc. Từ theo thứ tự này các bạn thấy dấu cộng nè. Dấu cộng này á, dấu cộng này có nghĩa là đây là cái chân sẽ nhầm nhịp mi đồ la nghỉ la la mi đồ la nghỉ la la, đó nó sẽ nhầm nhịp tới đây. Không biết nốt thì mình nhìn nốt dưới đây. Và không biết nốt nhưng không biết vị trí bấm thì nằm ở dưới này, nó có 1 0 nè, đó. 2 1 nè, 1 3 1 5 nè, theo thứ tự như vậy. Và trên đây là sẽ đi kèm hợp âm luôn. Thì kết hợp với cái video mình sẽ chỉ đây, các bạn có thể chụp lại cái đoạn này để mình coi một cái mẫu, để mình sẽ chỉ các bạn một đoạn để coi, các bạn coi thử nha. Ok. Rồi. Thì cụ thể vô bài như thế nào? Ví dụ chẳng hạn chúng ta thấy 1 0 nốt mi thì chúng ta đánh 1 0 nốt mi thôi. 1 bấm hết. 1 2 mi đồ. Cái 1 3 lướt lên, 1 5 thì mình lướt thôi. Mi đồ 1 3 nè. Mi đồ la la la. Đó, nếu như chúng ta biết về nốt nhạc thì chúng ta sẽ học theo kiểu là trong những cái bài đầu á, thì Định sẽ cố gắng hướng dẫn thật là chậm. Là ví dụ như cái bài con đường xem đi này, những cái bài đầu á thì Định hướng dẫn thật là chậm để cho các bạn hiểu được là vị trí ngăn và cũng kèm theo những cái nốt của nó, để những bài sau chúng ta học một cách nhanh gọn hơn. La bách là chúng ta sẽ để hợp âm la thứ vô. La tăng 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 mi la la tăng 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 mi la, thì mi nằm ở 2 5 nè, nó 2 ngang 5 với 2 ngang 5 mi la đô. Đó, khi mà cái trường hợp trong cái sheet của Định đó, nó có một cái dấu sao nè, các bạn thấy không? Để thấy cái dấu sao đây đó. Thì trong cái trường hợp đó nó sẽ có một cách xử lý đặc biệt, ví dụ mình đánh bình thường nó cũng ra, nhưng mà nó có cách xử lý đặc biệt hay hơn. Đó, ví dụ chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật là đây, pull up pull down chẳng hạn vậy. Đó, vì chẳng khi mà các bạn làm thì cái cách của bạn làm á, cái tiếng nó sẽ ra nó mượt mà hơn. Đó, hammon chứ, hammon pull up. Sorry, đọc lộn tên này đó. Thì khi mà các bạn làm như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Và câu tiếp theo ví dụ như là Định sẽ ghi rõ là từ 2 5 kéo xuống 2 3 bát. Mi re, mi re, đồ re, la. Thì nó ghi rõ luôn là 1 0 lên 1 5 rồi. Làm lại. Nào, ví dụ như là mi mi ra chắc tùm chắc tùm tan tùm tím tùm. Đó, chúng ta sẽ lúc này là si ngang, chúng ta sẽ thấy là si nó si nó nằm ở 1 7. Và chúng ta phải kẹp như vậy và đánh mi 7 ở đây. Chắc tùm chắc tùm chắc. Đó, thì về căn bản là cái khóa học này á, nó sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng cái nốt solo như vậy. Thì coi video các bạn sẽ biết. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái khóa này Định nói là kéo dài 3 tháng là sao? Trong 3 tháng đó các bạn tập được câu nào hoặc các bạn tập đoạn nào á, thì các bạn sẽ gửi video lại cho Định để Định kiểm tra có đánh chính xác hay không.
ít nhất là trong vòng những cái bài đầu, là để lỡ các bạn sai thế tay hoặc là sai nhịp thì Định còn chỉnh được. Tại vì nếu như mình chỉ cần mình đánh trôi qua khoảng chừng tầm 3 bài đầu thôi, 2 bài tới 3 bài thôi, là chắc chắn những bài sau các bạn tự nhìn các bạn biết cách đánh hết. Vì nó cũng đơn giản lắm, cùng một điệu bolero nó sẽ có những cái cách chêm, những cái cách mà bỏ bass, hoặc là những cái cách chêm nó có những cái thủ thuật mà các bạn chỉ cần qua 2-3 bài thì các bạn sẽ biết được nha. Nếu mà nhanh nhanh thì nhiều khi một bài tới bài thứ hai là bắt đầu cảm nhận được rồi. Thì mình sẽ kèm các bạn suốt trong suốt khoảng 3 tháng nha. Định nói là 3 tháng, là trong 10 bài này kèm các bạn 3 tháng là cái khóa như vậy. Thì bây giờ là mình đang viết cái này cũng mệt lắm nha. Đầu tiên là Định phải tính cái thế tay, rồi tính cái hợp âm cho các bạn bấm cho dễ, tính thế tay. Thì cái này cũng làm soạn theo yêu cầu thôi. Một số anh chị lớn tuổi thì đang yêu cầu mình làm những cái bài solo vậy. Thì bên cạnh đó thì cũng có những khóa solo button, solo điệu button nè, solo điệu slow nè, solo các kiểu khác. Nhưng mà tạm thời là mình làm cái khóa solo bolero này cái đã, tại vì cũng nhiều người yêu cầu á. Thì trong cái khóa này là mình sẽ làm các bài quen thuộc như là Hai Chuyến Tàu Đêm này, Giả Từ, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Hoa Sứ Nhà Nàng, Rừng Lá Thấp, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Chuyện Hoa Sim, Phố Đêm đó, ví dụ vậy, những bài quen thuộc đấy. Thì mình đang soạn dần nên là thành ra mình thông báo cho các bạn biết cái khóa như vậy đó. Thì cái bài đầu tiên mình học sẽ là bài Con Đường Xưa Em Đi nha. Thì cái khóa này á, là Định tính kinh phí là 3 triệu cho 3 tháng nha. 3 tháng đó thì các bạn chịu khó add Zalo hoặc là add Facebook của mình để mình đi kèm xuyên suốt các bạn nha. Tại vì tập nhiều khi các bạn sẽ không hiểu hoặc là có vấn đề gì đó thì mình sẽ trực tiếp mình chỉnh sửa cho các bạn, chứ không phải là giao video xong rồi thôi, vậy thì khỏe quá. Trực tiếp và sẽ ít nhất là sẽ kèm các bạn đánh được một cái bài cho nó hoàn chỉnh. Mà khi mà đánh được mớ bolero này rồi thì mình sẽ tự tin solo bolero hơn. Ví dụ như là chiến trường con đường xưa em đi, cái câu này nhiều người hay giải quyết lắm này, là sau cái câu lót làm gì để sau khi mình hát xong mình có câu lót câu đó, là cái này là khi các bạn học solo các bạn sẽ làm được nha. Chiến trường anh bước đi đó, ví dụ vậy. Thì khi mình solo được mà thì thường thường là nó sẽ câu lấy lại thì mình sẽ làm được thôi. Chiến trường anh bước đi, anh làm thơ vô quy, cắt qua đường ghé thăm, hỏi tình ta đủ xưa. Đó. Đó, về căn bản là như vậy. Thì đó là giới thiệu về cái khóa học solo cùng bolero nha. Rồi, anh em nào yêu thích thì có thể đăng ký trước nha. Hiện tại thì mình sẽ lấy demo trong cái khóa như về cái hình thức là như vậy. Mình sẽ demo cái khóa đầu tiên là như vậy nha. Anh em nào đăng ký thì cứ liên hệ Định theo số 0906 391557 Zalo, Facebook nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.